Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 25 tháng 10 và ngày 26 tháng 10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hoạt động suy yếu và mờ dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ, xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, suy yếu và rút dần ra phía Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần lên. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,75m, biển có lúc động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m80, xuất hiện lúc 23h30 ngày 25 tháng 10, thấp nhất âm 0m50, xuất hiện lúc 15h ngày 26 tháng 10. Còn mực nước tại Phước Long thấp nhất 0m88, xuất hiện lúc 23h ngày 25 tháng 10, cao nhất 0m93, xuất hiện lúc 13h ngày 26 tháng 10. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.